Đây là mứt và vú sữa Tiên mới mua nè mọi người. Tươi rói ngon lắm. Đó. Mứt nè, vàng ươm luôn. Mứt đi tươi qua nha. Vú sữa cũng vậy luôn. Đó. Cho mẹ chồng Tiên mê luôn. Xin chào mọi người đang xem kênh Về One TV của Tiên nha. Hôm nay Tiên lại mua mứt. Mứt. Và vú sữa. Vú sữa. Mứt 하고 유수 nè. Lần đầu tiên mẹ Tiên ăn vú sữa với mứt luôn nha mọi người. À, chị Mì Chin. Mẹ và chị Mì Chin ăn mứt rồi nhưng mà vú sữa là lần đầu tiên nha. Nè bè. À, ông ấy sao? Ông sao cũng vậy. À, cái này. À, nè, chào rồi, mẹ Tiên chào rồi nha mọi người. Nè. Cái món cá cùng cùng mà. Chị Mì Chin ăn vú sữa nha mọi người. Ăn vú sữa trước tiên là mình phải như thế này. Mình phải giò cho nó mềm cái vú sữa ra. Cái tên sao là? Ủa. 어떤 느낌이냐면 네. 우리나라 배가 우수 담배 네. 근데 아삭아삭 네, 느낌은 또 다른 느낌이고 네. 어, 달아 안 달던데 아, 엄청 달아 김이 찐 너무 rất là mềm và ngọt luôn mọi người rất là mềm và ngọt luôn như cầu quê chất dù băng như đâu rồi em ở đây á như cái chất cho đâm sáng cái chân này à như kì đây vú sữa dù nè mồ du nó giống như sữa mẹ vậy đó mọi người nè nó trắng trắng như sữa mẹ nè dòng sữa mẹ ngọt ngào nè cứ mà chỉ tùng vô chắc cái tùy xe ai cả ông mama anh tôi nói sờ chip pro chip bè nào cắt xe à tôi đã tan nhiều cô bê cô phu cô him tư cô cứ tê ông ma sinh các này mà bố chip cô ông ma quế mà anh tôi đã chi cứ tê ông ma cả chip bè sờ nó mua mà mẹ áp sờ chút cả sờ chút cô ý nào mua cả sinh được sờ cái ai cái chip này tối ra ngoài sao y cười tam mốc rồi à không đau mốc không cái ủi men sao mốc rồi cái rồi y đâm mi mồ du y đâm thôi tiếng kể mà tiếng muốn khóc luôn mọi người này ủi ủi bên đó sao vậy bro mồi là sự tích câu chuyện cái vú sữa này mọi người cười gì mà đừng chả mà đi ta cứ đồng đồng hóa đồng hóa đồng đồng hóa đồng hóa đồng vô ta đồng hóa đồng hóa ngon xinh nè học sinh tôi đi thả lại đồng hóa rồi vú sữa nè mọi người nè. Vú sữa mẹ nè. Thế cái cơ. Cái đó sao giờ đâu. Đó sắc sắc cái cũng mới đến đó. Của ông mama là tài đấy, ông mama ăn chung đấy. Bắt cái luôn mua. Xin cô tư, ông mama chạy tới đây để ở. Nhìn nó chạy tới rồi. Nhìn bố tôi chạy tới rồi. Nên các bạn nhỏ xem video của cô Tiên á thì nhớ nghe lời mẹ nha, đừng để mẹ buồn, mẹ bệnh nha các em. Nghe lời mẹ. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bị thế nam tôi ý đâu mà đi xài. Sàn sân, số của bạn ẩm mốc cơm ăn, sàn sân sang ha gọi. Mẹ con gọi. Ẩm mà. Quên nào mà hắn gặp ẩm mà tôi đi ta. Anh chỉ còn mua rồi. Mua rồi. Không ai nghe tôi nói gì luôn, cứ tập trung vô ăn mọi người. Kinh nên tôi có ít bữa mừng đà, nó nó bố của. Mẹ đứa nó mắt thì nhìn, miệng thì ăn mà tay thì nghe rồi. Cá không ăn muối cá ương, sàn sân, số của bạn ẩm mốc cơm ăn, sàn sân sang ăn, sang ha gọi. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Cha xịt tôi đi, bố mua mang cho anh tôi mẹ. Bố mua thì sao anh ta có? Bụng mồm, nó không có hư như con cá mà kiểu nó cũng hư. Má mình sao anh ta? Cái đó mà bụng mồm, ai bụng mồm mà anh mang trả anh tên mấy sao đang ăn tên ta, ý mày đi chứ. Nhi hư ra. Tôi sẽ bắt đi. Ăn đi chạy. Vậy mà nó. Ngon nè. Ngon không mọi người, ngon. Nghe sao làm đẹp đọc mà đi chứ. Ôi, thế cái tên này à. Cái chip thì cái đây là hay ăn mà nó rất là ngọt luôn. Cái nước sữa chảy ra nó ngọt ngay rồi mọi người. Thấy là ít gừa rồi hay là. Mấy nè. Anh không mà cho tất cả cái mùi nè. Mấy mùi chị. Nhìn nay để mỗi người bún vô tí rồi à. Mỗi vô thảm mất rồi chứ. Tiên hồi đó là bú sữa mẹ hoàn toàn không. Hồi xưa làm gì có sữa bột mà bú mọi người. Ông mà bé xăm cũng thả bé xăm hôn sữa chứ có. Mãi mà anh được chị. Nó ngọt lắm mọi người. Ông mà mãi anh thích ta hết rồi. Con chân chạy rồi sao? Má chụp mà. Chị Mì Chin hồi nhỏ nghe lời lắm. Nói lên mà đi hồ cô, ủi chứ tàn hả cô. Chị Mì Chin thì hồi nhỏ là bà không ít nói, bà không khóc nhè vậy chân á. Nó mới cho bà. Bà rồi. Nó cho kia tà bà. Chị Mì Chin hung hoang lắm mọi người. Xuân. Tông xuân nhi. À. Xuân tung nhi. Xuân tung nhi. Xuân tung nhi. Xuân tung nhi. Tông xuân nhi. Là cái mà tông tuyệt kia sợ. Kìa bà mắt người. Bé ngoan. Xin luôn rồi ta tốt rồi. Mà Tiên nói lộn. Tại vì cái từ bé ngoan với cái từ bé cứt nó giống giống nhau mọi người tiếng Hàn á. Thấy đi mà xin 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 tự nói lộn qua bé cứt cho về bé ngoan nha mọi người. Ok ạ.
기가 차서 말이 안 나온다 참아. 이럴 수가. 그럼 뭐 밑 좀 드시죠. 이거 먹고. 안 웃어 그럼 아빠 힘들어. 진이 엄마 저지 그 그립단다 나도. 아 막 매드는 게 녀석 뭐야 괜찮아. 와 씨앗도 그게 다 붙여 놓네 빛나 또. 뭐 밥에 삶아 죽겠고도 많아. 뭐 맛있는데. 내가 갖다 줬거든 지금까지. 근데 그 뒤를 보면서 집. 매디 너 매기 học đâu rồi bữa hôm tôi gom lại tôi cho nó hấp cơm ăn mà đem dục đốt tiếp chân. 해주마 해주는 갑다 하고 엄마 안 해주면 안 해주는 갑다 하면 돼 그냥. 아니 먹고 싶었어 나는 챙겨갔는데 지가 맛있다 또 자랑을 해서서. 그런데 나도 안 준다 이가. 자이 ơi giờ làm thì cho ăn cảm ơn cổ làm thôi mẹ ơi chứ. 아니 애우이 매워요 한번 와서 이거 좀 사람 좀 만들어라. 사람 잘 되거든요. 띠 양주 sữa nha mọi người. 띠 양주 sữa 와. 이게 엄청 찐득거리네. 무 마. 멋 난다 거 무 마. 자이 허. 아 이게 찐득거리는 거가. 아 얘가 이거. 이거. 얘가 찐득거리는 거야. 멋 난다 거 무. 아. 아우 씨 서윤 생각나네. 호텔 베란다에서 열심히 앉아서 까먹는데. 여기 일본 bên Việt Nam đó ta nói ngang lén lén đem tí mít vô khách sạn tại vì khách sạn ta đâu cho ăn mít ăn sầu riêng đâu. Tại có nhiều người ngoại quốc ở người ta sợ bay mùi á. 서윤이 둘이서 호텔 베란다에 앉아가지고 이거 엄청 mà bây giờ mới kể nghe chuyện 2 năm trước bây giờ mới kể là bắt đầu hai chị em quấn quấn bọc quấn này quấn nọ lén đem hai một miếng muối mít vô trong khách sạn để mà trẻ ăn mà hay là can á tại đâu gì dám trẻ trong phòng đâu. Trong phòng sẽ hỏi phòng của người ta cho lan can ngồi sẽ ăn. Mà cũng không phải gì là có người mấy mấy chị em bên Việt Nam đã thương hai chị em đã tặng á. 이게 베트남 가이를 보면 베트남 같은 추억들이 생각이 많이 나. Chị mình chỉ nói ăn cái cây Việt Nam á là nhớ nhiều kỷ niệm bên Việt Nam lắm. 이거 두 개는 엄청 많아. Mẹ Tiên để hai cái trái đó lại là biết gì không? Cho bà bạn thân đó. 무지한 데 그걸 갖고 가라 뭐. 일단 안 무지한다 이만 먹으면 된다. 나 thì không ăn mít nha. Nhưng dưới sữa. À như ở đó xịt tè với cơm chất chùa ha quà. Cái tổng hoa bối tế mà ta u rồi à. 누가? 내가. Tổng hoa ingot tế mà ta u rồi à. 이게 뭐요 뭐요. Nhỏ thì rất thích ăn cái trái này luôn mọi người. Mỗi lần đọc cái chuyện sẽ tới cái vú sữa là khóc. Chắc hồi nhỏ sống xa mẹ. À ông ở đó sẽ tìm mà tớ đó sẽ sát là sẽ cần cả một đứa trẻ sẽ hai mươi đang ở thì sang đây. Chắc là nhỏ sống ở sống đầu ngoại mọi người. À muốn xin cái ảnh sao à? Cảm động mà dễ gì hết rồi. Mà nói chuyện cảm động cũng không ai quan tâm đến mọi người. Hả? Ờ thế thế à? Không không ăn đi chị. Coi mẹ tiếng lừa gọt kỳ vậy mẹ. Ủa. Ít xíu tên là mơ mơ hết nhọc. Ủa lắm. Nhớ nhớ, tí xíu. À chưa hai cái này lại nha. Vì cái tôi kè. Ủa đi dẹp biết nắng cái tôi kè hả? Nhi dẹp biết nè đê. Mãi trả lời là dẹp biết nè đê. Nhi dẹp biết là nụ gì dẹp biết bà bà. Chừa cho hai cục xinh đẹp với tiên nha mọi người. Nụ đê. Cái chơi gì bạn phát à? Ồ, ập chú ông mơ nè. Chú có biên kỳ thả. Chú có biên kỳ thả gọi. Biên kỳ thả gọi sao? 그래도 많이 덥어요. 아 그래요. 내가 만난 거 주라고 그랬지. 없어요. 아, 알았어요. 그 này không có bán rộng rãi trên Hàn Quốc đâu mọi người. Là phải sách tay qua đi du lịch, sách đi máy bay qua. Mà không có nhiều nữa cho nên là đứa em này nó quen á, con bé Tú Anh á, mỗi lần có món gì ngon là nó chùa lại cho Tiên thôi mà chứ không hồi là hết trơn không có mua luôn. 아 nương Tùng Sen à. Ôi tên mà tầm ảnh cho nắng coi cho nè anh thè. Cái này bà chứ, cái này bà chứ không chết. Nhớ ít xe à? Này chừa cho ba tiên nha mọi người. À bên em thì... Dù chung... là giờ này ba tiên không có được khỏe lắm á, nên là không có mời ông quay video. Ông bị đau răng, nó sưng, nó tấy. À, nó sưng đã. Mẹ tôi nói hồi mòn quá. Ăn không được khỏe, phải ăn cháo xay. Về thứ năm mẹ cứ cứ ấy sao.
다리 할아버지가 다리 아픈 씨가 있어요. 씨 할아버지 응? 다리 아픈 그 씨가 있어요. 씨 씨 씨 그 씨 터 글자 작작작작작작 적어는 거 씨 글씨 씨 어 씨 네 할아버지 다리 아픈 씨 그 씨 있어. 할아버지 다리 방, 아픈 방금 내가 할아버지 잇몸 아픈 씨가 만들었어요. 아 해봐. 네. 나 bây giờ tôi sẽ đọc bài thơ ông bị đau răng nha. Ông bị đau răng. Nó sưng nó tấy. Không phải ai được phải thêm mà ai. Nước kìm nước kìm. Ăn không ăn cơm hộp phải ăn cháo xay. Hiểu không? You understand? Hiểu không? I understand. Hiểu không? Hiểu. Ok ok hiểu hiểu. Cậu hai mẹ con. 기계처럼 기계처럼 드신대 누가? 어머님하고 꼬모 맛있어 맛있어 너기 아 이거 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 드셨어요 어머니 이거도 맛있어요 이거도 맛있어요 네 이거 먹는 거 아니다. 어머님 이거 엄마 버리는 거 아니야. 이거 빨간 거 진한 거는 아, 먹을 수 있어요. 이거만 이런 거만 버리는 예. 거야. 그래? 네, 이거. 나 이거만 먹는 거야. 이거 못 먹어 이거 먹는 거 아니야. 이게 좀 더 자라면 이게 좀 더 자라면 이렇게 되는 거라. 좀 작아져야 돼. 이거 못 먹어 이거 먹는 거 아니야. 이런 거 먹어요 이런 거. 여한 거. 그렇죠. 엄마 지금 손에 드는 걸 먹을 수 있어. 자, 그러면. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dạ Quang TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. 다음부터는 이거 남기고 줘. 남기고 다 먹어야지. 아유. 바이바이. 바이바이. 안녕. 예 Quang TV. 예원님.